ngọt ngào hôn hoa. Bên cạnh Tây Thi một tuyệt trần giai nhân, lòng
tiễn giết chết tiên hoàng, trẫm đã thề sẽ lấy đầu kẻ ác gian, tế phụ vương cho hạ già dưới suối vàng. Nên lĩnh truyền tập hợp toàn quân, trùng điệp bao dây ngũ tử tư làm tương xoay, chỉ trong mấy ngày ba thắng tên phạm lại nên giết Diệp Vương, giết trừ hậu quan sau này. Nhưng khi gặp nàng thì hồn ta ngây ngất, bắt câu tiện cầm tù ý văn chừng
trong cơn hiểm nguy nhìn về Tây Thi, máu đào tuôn rơi thầm ướt nhung bào. Chi cả anh trên lưng má phi, sanh tử hề chi chỉ thương phận ma đào. Trước dần nước lâm nguy cầm bằng như dung mạng, phù say quý lưng gọi bà dung tình. Ta là Tây Thi hay á quý hiền hình, chấm lại việc dương cúi đầu thành. Trẫm đã kiếp sức thôi đành vĩnh biệt, hãy lên trên mặt thành cho ta chim ngưỡng dung nhan, lần sau vui vẻ thiên kiều ba mỹ của Tây Thi. Đâu hết rồi tất cả ba phương tư sĩ, thấy dễ nổi dễ là tìm đường môn tàu. Năm tháng nuôi quân nhân mong dùng trong một giò, sao giờ rút cô bỏ mang quân dư. Hỡi tất cả hương binh và lão tướng, mau cùng Tây Thi đồng qua xa đường. Ai ta ai ôm lấy người thương, dục gia lần cuối khang trường quận trao. Tây Thi máu hận tuôn trào, nỡ tình biết trả kiếp nào cho xong. Quân dư